Chúng ta hôm nay sẽ học một cái khái niệm đó là tín hiệu định cơ. Phân tích nguồn gốc sinh ra tín hiệu định cơ. Chúng ta sẽ tìm hiểu lý thuyết thôi. Và nó sẽ có một cái bài cụ thể hơn ở phần sau. Nó sẽ tập trung nhiều hơn và hôm nay sẽ đi đi những cái gọi là cưỡi ngựa xem hoa về cái định cơ này. Vậy thì tín hiệu định cơ là một dạng hoạt động ghi lại hoạt động điện của cơ. Ghi lại hoạt động điện của cơ. Khi cơ hoạt động sẽ sinh ra dòng điện và như vậy nó được ghi lại hoạt động điện của cơ. Khi cơ hoạt động sẽ sinh ra dòng điện. Dòng điện này thường tỷ lệ với mức hoạt động của cơ. Dòng điện thường tỷ lệ với mức hoạt động của cơ. Đo điện cơ còn được gọi là điện cơ đồ. Một số bệnh về cơ, ví dụ như bệnh loãng, bệnh loãng dưỡng cơ, bệnh viêm cơ, bệnh thần kinh gây đau và tổn thương thần kinh ngoại biên. Như vậy, một số bệnh chúng ta cũng nghe nói là bệnh loãng dưỡng cơ, bệnh viêm cơ, bệnh thần kinh gây đau đều là bệnh về về cơ. Đấy. Vậy thì nguồn gốc đâu mà sinh ra điện cơ? Đó là trong cơ thể có một số loại cơ, chính là cơ vân, cơ trơn và cơ tim. Bao gồm ba loại cơ này: cơ vân, cơ trơn và cơ cơ tim. Mỗi cơ vân cụ thể sẽ được chi phối bởi một nhóm tế bào thần kinh vận động có nguồn gốc ở dây thần kinh vận động và xuất phát từ dây thần kinh cột sống. Như vậy, cơ vân được chi phối bởi một nhóm tế bào thần kinh vận động và nó có nguồn có gốc là ở dây thần kinh cột sống. Trong dây thần kinh cột sống, các neuron vận động nhận tín hiệu kích thích và ức chế đầu vào từ các neuron phản hồi lân cận trên sống cơ. Phụ thuộc vào chiều dài cơ và tốc độ vận động của cơ, dây chằng Golgi, tế bào phản hồi, gen sắt trên dây thần kinh cột sống ấy, các neuron vận động sẽ nhận tín hiệu kích thích và ức chế đầu vào. Sau đó nó sẽ ức chế đầu vào từ các neuron phản hồi lân cận từ sống cơ. Phụ thuộc vào chiều dài cơ và tốc độ vận động của cơ, dây chằng Golgi, tế bào phản hồi, gen hát, các axon của neuron vận động ấy riêng biệt nó sẽ điều khiển sự co thắt của một cơ cụ thể. Các axon neuron vận động nó sẽ điều khiển sự co thắt của một cơ cụ thể nào đó và được phân bố trên một nhóm nhỏ sợi cơ gọi là một đơn vị vận động cơ MU. Các MU sẽ hợp lại sẽ thành cả cơ. Kết nối các đầu nhánh của một axon vận động đơn lẻ với các đơn vị vận động MU được gọi là tấm vận động. Như vậy, sự kết nối giữa một đầu nhánh của axon vận động đơn lẻ và các đơn vị vận động MU, đơn MU ấy, MU chính là các nhóm nhỏ sợi cơ gọi là đơn vị vận động cơ. Đơn vị cái tấm vận động cơ ấy gọi là MEB. MEB là tích hợp hóa học
mà ở đó chất trường dẫn là acetylcholine ACH được giải phóng ra và khuếch tán qua các khe trống nối ở mối nối các vùng thu nhận trên màng tế bào sắc tích hợp. Khi một sông điện qua neuron vận động ấy, đi đến một MEB, nó sẽ kích hoạt quá trình acetesis làm cạn hoàn toàn khoảng 300 độ trống chứa ACH trước xe đáp và một lượng khoảng 7 mũ 10 đến 5 x 10 mũ 8 phân tử ACH cần phải kích hoạt một định thế hoạt động cơ. Đấy, như thế thì một xung điện qua neuron vận động, khi có một xung điện qua neuron vận động, nó sẽ đi đến MEB. MEB ban nãy tìm hiểu được gọi là tấm vận động đấy. Đấy, mà tấm vận động nó bao gồm là một đầu nhánh của axon vận động đơn lẻ kết hợp với các đơn vị vận động SMU, mà SMU lại là sự co thắt của một cơ cụ thể nào đó được phân bố trên các nhóm nhỏ sợi cơ, được gọi là đơn vị vận động. Thì nó sẽ đi đến MEB, đi đến này là nó sẽ kích hoạt quá trình exotosis làm cạn hoàn toàn 300 lỗ trống chứa ACH trước synapse và một lượng khoảng 7 mũ 10 đến 5 x 10 mũ 8 phân tử ACH để kích hoạt một định thế hoạt động cơ. ACH sẽ khách ta qua khe synapse rộng từ 30 20 đến 30 nanomet trong khoảng thời gian là 0,5 mili giây. Một số phân tử ACH sẽ kết hợp với các đặc điểm tiếp nhận trên các đơn vị protein hình thành các đường tiếp nhận ion dưới synapse. Cứ 5 đơn vị protein phân tử khối lớn sẽ tạo thành một đường ACH gắn vào đơn vị protein, sẽ làm giãn các đường này theo khoảng 0,65 nanomet. Và các đường dẫn ion mở rộng cho phép ion Na sẽ natri cộng đi vào. Tuy nhiên ion Cl cộng và Cl trừ vẫn bị đẩy ra để các điện cách âm cố định vào cửa của đường dẫn. Một màng synapse sẽ được khởi cực bằng mật độ JNA sẽ tạo ra định thế hoạt động của cơ. Như thế chúng ta đã kết thúc cái phần tìm hiểu khái niệm định cơ này. Và mình chắc là nhiều bạn khi đọc của mình vẫn không hiểu, và chính cũng giống như mình vậy, mình lần đầu tiên mình đọc mình cũng không hiểu. Chính vì vậy mình sẽ có một bài cụ thể và các bạn đọc để hiểu, đọc để biết, phần nào hiểu thì hiểu, phần nào biết thì biết, và mình sẽ nói cụ thể hơn ở một cái phần trong một cái bài sau, cũng nội dung này được mở rộng, được nâng cao, được giải thích cụ thể hơn.